đang tình tiếp ngay tốt đang hành bàn ốc bệnh mò vai khẩn bác rút nặng chút sáng kết thuần cấp thị trấn Tam Sơn tin đơn nghi tơ bệnh để thôn Cán Hồ xã Thái An bị ban nhân dân huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang đã lên cháo chạm trần đối thú y quốc quyền vào đấy đai sạt thị trấn men về khẩu khoen ti bàn ốc dịch bệnh cấp đắp dịch bệnh mới hạ bàn ốc quảng nhất đề biết hạ dịch bệnh bàn ốc quảng đai sạt thẳng đa quyền lo đang đẻ nhưng chuyên một quyền cấp xã đơn cháu nay đơn đỉnh tội tụ phải tiêm vaccine hạ đoàn tội tụ cũng là khả năng hẳn phun ra kha chung mới đầu điện quen quét đầu điện hạ thờ thảo em mò thì chỉ nó rót vậy khẩu hang bên hạ lúc thông tụ mò cũng đơn khỏi mới chịu kiện nhà năng khẩn pam xa đã đông phun ra kha chung cấp tiêm vaccine hạ tương đại năng kỳ văn tiêm ra lên lấy pam rút năng bò đã lông bay tô bò cũng đã có kim nhà giá. Hà thương đầy tăng cá lai tì bàn ốc bệnh, mò vai khẩn bạm rút nặng của khẩn quản bạ, đầy giá bệnh theo làm lần cháo, cấp phun ra khai trùng thông bay văn đằng. Bày khẩu cách đi, lai tù đang bàn ốc bệnh. Nhằn tăng cá đai đơn định tôi tùa, chút tì bàn ốc dịch bệnh, đều đẹp phun ra khai trùng. Sau khi xuất hiện bệnh viêm da nổi cục châu bò lúc hành vai bò rút nặng khẩn pàm ủy ban nhân dân thị trấn đã lên cháu cán bộ thú y cùng mỏ khuyến nông chú đại tổ về khoanh ti cấp phun ra khai trùng đầu điện thư phòn bột mà ván chú đầu điện tôi tổ cũng lại đường cấp bay khẩu ra bệnh hay những tổ bò tờ bệnh hạ tầng này nhưng tổ bò tổ vai tờ bệnh không lên ổn định giá mua vôi bột rắc hộ xung quanh hộ gia đình. Ủy ban thị trấn đã chỉ đạo cán bộ thú y đã xuống trực tiếp kiểm tra và ủy ban nhân dân thị trấn đã đình chỉ cán bộ thú y đông quài cấp lên báo trạm thú y quốc quyền về quay tình hình lên cháu hợp lai đơn thử già phải tiêm phòng hạ đoàn tội tụ quá này cùng phun ra kha chung lầu đỉnh tội tụ cũng đại đơn cùng một chút tăng cá lai thôn tổ dân phố đỡ những đơn đỉnh bò đỉnh phải mà nghi tờ bệnh khẩn phạm giúp đặng sẽ bê khẩu ván phòn bột khoanh tí đắp dịch về bị hạ dịch bản óc quảng thực hiện các cái vấn đề về phòng khoanh vùng không cho lây lan ra các cái hộ gia đình khác. Quả tiêm vaccine cấp gia bệnh tăng cá hạ tô bò tơ bệnh khẩn phạm giúp đặng cũng khẩn quản bạ đà hôm lên lại giá xong biết đầy chủ quản đờ đà ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ đã đến cháu ngành chuyên buôn cấp lại sạc thị trấn vẫn phải theo dõi mở tình hình dịch bệnh cấp lên cháu cân dần đến lúc hăn những tổ mò tổ vai ghi tờ bệnh nên phải nâng ngay hạ cấp bị chính quyền xả chắc vài bay khẩu ra bệnh để mèn.